bé cải thiện được giấc ngủ, ăn ngủ đúng giờ thì mình có thời gian mình làm việc. Mình tên là Lê Thị Mỹ Linh. Hiện nay mình đang ở xóm 9, xã Cố Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Nghề nghiệp của mình là bán thuốc. Còn bé của mình tên là Nguyễn Thị Chi. Hôm nay bé được 1 tháng 20 ngày rồi. Thỉnh thoảng đợt đấy thì bà lại lớn tuổi cho nên là không thể ra chăm nữa. Còn bà ngoại nhà mình thì đang còn đi làm. Cho nên là bà ở gần thì bà chỉ hỗ trợ một phần nào thôi. Quan trọng nhất thiết là của nhà là hai vợ chồng. Khi mới chưa bắt đầu dùng sản phẩm này ấy, thì bé ngủ rất là ngủ không ngon. Khi bé ăn xong thì dù bé ngủ thì bé đặt bé xuống bé ngủ thì bé ngủ từ được 15-20 phút thôi là bé lại dậy. Lúc dậy thì bé lại cáu gắt. Ban ngày bé cũng ngủ ít mà ban đêm bé cũng như thế. Cho nên nhiều lúc đêm là mình phải thức đêm để bế bé. Cho nên là mình bị mất ngủ nên mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì lúc đấy thì con không ngủ được, mình cũng không ngủ được, cho nên là nhiều lúc mình cũng bực tức, mình khó chịu theo con. Bé cứ thế bé khóc rồi mình cũng khó chịu, cứ thế hai mẹ con vui gần nhau cả một buổi tối. Nhiều lúc bé cười khóc to quá, khóc đến mức mà khiến cả nhà không ngủ được. Cho nên là rất là khoảng thời gian đấy gọi là mình suýt tinh thần, mệt mỏi, càng khiến mình còn mệt mỏi hơn. Khi lúc đầu mình có khám và có hỏi thì mọi người thì bảo thì là vì bé đang bé mới sinh từ lúc trong bụng mẹ ra cho nên là người ta hay bảo là bé đang trong ung cử, cứ để xem hết ung cử đến sáng hay xem thế nào. Nhưng mà mình đi khám thì bác sĩ bảo là bé bình thường, thì vì trẻ con bé ngủ không sâu giấc thì bác nữa. Mình mới giới thiệu, mới tìm hiểu sản phẩm. Nhiều lúc mình cũng không biết được là bé dậy là vì thay vì con đói hay là con thế nào. Thì mình cũng kiểm tra là bé không đái, thì kiểm tra tất cả mọi thứ thì bé cũng no. Mình bảo là tại sao bé mới uống tầm 60ml đấy, tại sao mới 20 phút mà làm sao nhanh được. Tại vì bé bình thường số mẹ thì thường cứ thời gian mà trong để bé có thể đói lại là từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, đó tùy cơ địa. Còn đấy là sửa công thức, ít nhất là từ 2 đến 3 tiếng. Mà đây bé nhà mình mới ngủ được 9 giờ, 9 giờ một tí, 9 giờ 20 chị lại dậy rồi. Đấy là chuyện này là bé lại con lại cứ hơi cáu gắt. Kiểu nhiều mẹ cứ thế lại cứ quen tay là cứ lại cho con bú, lại bé lại không bú thì vì bé no rồi. Mà bé có bú thì lúc đấy là bé bú lại thì lượng sữa trong bé nhiều quá. Nhiều quá thì bé sẽ bị hay bị chớ, bị chớ sữa ra ngoài. Đấy. Còn nhiều mẹ thì cho con bú bình cho bèo thì bé lại không chịu bú vì bé no rồi. Đó, những gì như thế là mình mới biết được là thì ra là con mình đang buồn ngủ và không ngủ, ngủ không yên tĩnh được. Bé đang khó ngủ cho nên là lại phải du cho bé ngủ như thế. Mẹ không làm được gì cả. Phải lúc đấy là phải có người hỗ trợ cơ. Thế là mình lúc đấy là bé 24/24 luôn, trông bé 24/24. Không có làm gì cả. Đấy là mình có tham gia trong hội là hội nuôi con bằng sữa mẹ. Thì mình có trò chuyện với các mẹ. Thì các mẹ mình cũng nói là các bé khác cũng có tình trạng con mình. Thì các mẹ bảo là mình dùng thử là sản phẩm Sonolini. Thì mình có tìm hiểu sản phẩm này, mình thấy an toàn cho bé thì mình mua về cho bé sử dụng. Theo khi mình sử dụng sản phẩm cho bé ăn ngủ ngon đúng giờ đúng giấc theo lịch trình của mẹ thì mình thấy khi tinh thần con thoải mái, con ăn uống thì nó cũng sẽ thoải mái, vui chơi thì nó cũng sẽ thoải mái, bé mình tăng cân nhiều hơn, ngủ ngon hơn và ngoan hơn so với lượt trước. Bé nhà mình sinh được là 3,7 cân. Bây giờ bé nhà mình 1 tháng 20 ngày thì bé nhà mình được 5,5 cân. Với sản phẩm này thì bé cải thiện được giấc ngủ, ăn ngủ đúng giờ thì mình có thời gian mình làm việc, mình dọn dẹp nhà cửa, mình nấu cơm hoặc là mình làm những công việc riêng cho bản thân. Thì lúc trước ấy thì mình phải bế bé không làm được gì cả.
Thì bây giờ mình có thể luyện cho bé ngủ đúng giờ. Sáng bé dậy, bé ăn xong bé chơi, trưa là cả nhà ngủ là bé cũng sẽ ngủ theo. Sống theo nền nếp, theo lịch trình của gia đình. Mình dùng cho sản phẩm bé, hộp này là hộp thứ hai rồi. Thì theo lịch trình, theo quá trình điều trị thì bé sử dụng ít nhất là 2 hộp. Mình được các bạn tư vấn là trước mỗi giờ ngủ chính của bé là cho bé uống từ 10 đến 15 giọt trong một ngày. Mình hay quy định là theo đông, tôi nhiều mẹ, mình tham khảo nhiều mẹ là cứ không biết đông cái lượng cho con thế nào thì các bạn hướng dẫn là cứ một ống như vậy là 15 giọt. Thì mẹ cứ chia ra cứ mỗi giờ ngủ chính là cứ chia ra mình cho nửa ống đấy. Giờ ngủ chính của bé là khoảng tầm lúc 10 rưỡi thì mình hay cho bé uống nửa ống kèm với sữa pha cho bé uống kèm vào. Xong rồi là tối trước khi đi ngủ là 9 giờ nhà mình đi ngủ rồi, thì còn 9 giờ đấy là mình lại cho bé thêm nửa ống nữa. Đầu mình tìm hiểu nhiều sản phẩm, có rất nhiều sản phẩm cho bé dùng giấc ngủ, nhưng mà nhiều sản phẩm bé gọi là chỉ sản phẩm chỉ là thuốc thành phần hỗ trợ thuốc bổ thôi, chứ không, cái đấy nó như là giúp hỗ trợ một phần nào cải thiện giấc ngủ. Nhưng con sản phẩm Sonovini này thì là chuyên về giúp cải thiện giấc ngủ cho bé, mà thành phần chính của bé là bằng thảo dược, cho nên là nhiều bé sơ sinh hoặc là các bé sơ sinh có thể dùng được, cho nên là mình cảm thấy yên tâm là mình mua sử dụng về cho bé thôi. Thành phần của sản phẩm là có chứa cây lạc tiên tây và dịch chiết hoa đạt lá mạc là thần, và dịch chiết lá tiên tô đất. Mình thấy đây là những sản phẩm bằng thảo dược, thế là rất an toàn cho bé. Và thứ hai là sản phẩm này là được nhập khẩu bằng 100%, không hề có chứa chất an thần hay là cái gì cả, là thảo dược cho bé nên mình yên tâm mình sử dụng.